Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện gia phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang. Tập 73. Chương 721, đã già rồi. Mục Tây Tư không biết phiên dịch ở bên vạch trần mình vẫn đang say sưa giới thiệu cường quốc của mình. Sau đó Mục Tây Tư mới nói tới khó khăn hiện nay. Đám người man dợ đó sau khi bị ngài đánh bại liền tới đất đai của bọn thần, giết chóc cướp phá, bọn chúng không phải là người văn minh, chúng cướp lương thực của nông dân. Bọn thần đã chặn đứng được đường tiến của chúng. Phiên dịch nói, người hung nô cướp bóc ít nhất còn bắt nô lệ, đám người này sẽ trực tiếp lột ra, mà chúng cũng chẳng ngăn nổi người hung nô. Cuối cùng Mục Tây Tư nói muốn kết minh với Đại Hán. Quần thần giờ đã hiểu quốc gia này, đang bàn bạc, song họ chẳng chú tâm lắm. Người hung nô tới nhà người khác cướp bóc đốt phá thì liên quan gì tới bọn ta? Đám người Chu Xương cực kỳ thù địch với đoàn sứ Tiết này, bọn họ sợ bệ hạ hứng lên phát động chiến tranh. Vậy thì dùng bao nhiêu vật lực, bao nhiêu sức dân, làm không khéo ngay cả Đại Hán cũng bị kéo sụp. Từ xưa tới nay dùng binh quá nhiều không phải chuyện tốt, rất nhiều vương triều từng hưng thịnh vì chiến tranh liên miên mà quốc lực sụt giảm mạnh. Vì chiến tranh là tiêu hao, dù với cả người chiến thắng. May mà Lưu Trường không bị sứ giả làm động lòng. Trẫm nghe nói, hai quốc gia phái sứ giả phải dùng lễ nghi bái phỏng, sau khi bái phỏng hai lần mới tính là quốc gia hữu hảo. Sau lần thứ ba mới có thể kết minh, quân vương ngồi cùng nhau bàn đại sự, sau đó gọi là quốc gia huynh đệ. Nay các ngươi tới lần đầu đã mạo muội đề xuất kết minh là không thỏa đáng. Mục Tây Tư không thất vọng, hắn biết chuyện này không dễ dàng như thế, làm gì có chuyện tới một cái là kết minh ngay, quy củ bất thành văn này chỗ họ cũng tốt tại. Tới tối, sứ Tiết mặc trang phục đẹp nhất tới dự tiệc. Loại trang phục che nửa thân thể này không thể nào phù hợp với khai xuân ở Trường An. Bọn họ run rẩy, nhưng vì giữ lễ nghi quý tộc nên vẫn phải tỏ ra ung dung, kệ cho môi tái cả đi, đồng thời cũng ngồi quỳ kiểu Đại Hán. Lưu Trường tò mò hỏi, chỗ các ngươi có bao nhiêu quốc gia? Trừ bọn thần ra thì còn nhiều vương triều nữa, bên cạnh cũng có rất nhiều thành bang. Có nước Tốn gia của kẻ giết vua, rồi nước Bách Thừa, nước Ít Lăng Già, nước Chu La, Phan Địch Á. Mục Tây Tư rất thật thà giới thiệu tình hình đương địa, sau khi vương triều Khổng Tước diệt vong, nơi đó thành cục diện quốc gia chia rẽ. Đám người đại hạ này hết sức sùng kính Lưu Trường, nhất là khi Lưu Trường ngồi xuống bên cạnh, đám người này sợ hãi. Nói thật, Mục Tây Tư không phân biệt được vị này là người hay thần linh. Lưu Trường chẳng cần làm gì hết, y chỉ cần ngồi đó thôi cũng mang tới cảm giác thần linh trong truyền thuyết rồi. Mục Tây Tư không nhịn được hỏi, nghe nói ngài từng khuất phục một con trâu do thần linh hóa thành. Lưu Trường đắc ý lắm, hả, ngay cả các ngươi cũng biết chuyện đó sao? Khi đó có người tặng trẫm một con trâu đó có chút khác, thường, song không phải là trâu thần gì, uổng phí vẻ bề ngoài. Bị trẫm vật xuống đất không động đậy được, cuối cùng trẫm sai người giết ăn thịt. Phiên dịch nói, hoàng đế kể có người bắt được trâu do thần linh hóa thành, nhưng thần linh đó không lợi hại lắm, chỉ có bề ngoài, không tính là thần linh thật sự. Bị bệ hạ đánh bại ăn thịt rồi, Mục Tây Tư không nói ra lời, hắn không còn nghi ngờ nữa. Vị nghệ thuật gia lúc này khao khát nói, có thể nói với hoàng đế, ta là một nhà nghệ thuật gia, ta muốn vì hoàng đế làm bức tượng lớn nhất, cho ta sở thân thể ngài. Phiên dịch do dự, bệ hạ, người này giỏi làm tượng, muốn sở thân thể bệ hạ để làm tượng đó. Không phải chứ, đám người này sao cứ kiếm chuyện với thân thể trẫm như thế? Làm thì làm đi, sờ trẫm làm gì? Mắt tên đó không ổn. Tới khi rời đi vị nghệ thuật gia vẫn không thỏa mãn được khát vọng. Tiễn người đi rồi, Trương Bất Nghi không vui nói, đám man di không biết lễ. Chuyện này có gì mà lạ, người nước Yên dùng thiếp của mình đãi khách, người nước Tề nghe nói liền bảo họ vô lễ, chẳng qua là phong tục khác nhau thôi. Những điều bọn họ nói, chúng ta vậy mà không biết gì hết. Theo họ nói thì nước Thân Độc đã diệt vong mười mấy năm rồi, kẻ giết vua Soán Vị nay lập ra quốc gia. Gì nhỉ? Trương Bất Nghi vội đáp, nước Tốn gia ạ. Đúng, quốc lực chúng không như xưa nữa, đây là cơ hội trời ban cho chúng ta. Bệ hạ muốn viễn chinh sao? Không, chinh phạt không phải chỉ có cách xuất binh. Có điều cái kẻ giết vua kia, chúng ta nên thảo phạt hành vi của hắn không? Loạn thần tặc tử, tất nhiên là phải giết. Lưu Trường ngoạc miệng cười, đợi thêm chút nữa, chuyện trong nước chỉ cần yên ổn giao cho an, trẫm đích thân đi báo thù cho Thân Độc Vương. Trịnh Dương Lý, huyện Thuyền Tư Không,
trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy phá vỡ sự yên tĩnh. Lưu Han bật dậy, nương theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ, híp mắt nhìn quanh, cái gian phòng nho nhỏ lại có 5 người ngủ. 4 người khác đều là nhi tử chưa thành gia của ông già, nó ngửi thấy mùi thối, nhăn mày nhìn ra cửa sổ. Vì thân phận của nó, người ta phải nhường ra vị trí tốt nhất, bọn họ túm tụng với nhau để nó không bị chèn ép. Dù vậy Lưu An vẫn thấy rất chật chội, mùi thối trong phòng không ngừng kích thích Lưu An, nó đành đi ra ngoài, vừa mới ra liền thấy bà già đang xay gạo. Trời rất lạnh, Lưu An mặc trang phục tốt nhất của nhà họ, vẫn cảm nhận được cái lạnh sáng sớm. Vậy mà bà già mồ hôi đầm đìa, áo dính cả vào lưng. Lưu An không nói tiếng nào, đi vài bước, ngồi hướng về phía cửa. Nhìn kê bị nghiền nát, vỏ ngoài rơi ra, quá trình cứ lặp đi lặp lại, Lưu An lại nhìn tới thất thần. Từ lúc tới nơi này, nó không tiếp xúc nhiều với họ, đa phần nó tự than tự trách, nhớ cuộc sống ở Trường An, hoặc suy ngẫm học vấn. Nó hoàn toàn chẳng hòa nhập được với cái nhà này, cho dù có ăn mặc giống nhau, nhìn một cái đã thấy, khác biệt. Láng giềng đều nói, Trương lão trượng thêm một họ hàng xa, là đứa bé rất đẹp. Đứa bé đó có vẻ không thông minh lắm, cả ngày ngây người, người ta bắt chuyện nó không đáp, thật đáng tiếc, trông đẹp thế mà. Cả nhà Trương lão trượng đều rất khách khí với Lưu An, dù Lưu Trường đã dặn, cần đánh thì đánh, cần mắng thì mắng, nhưng bọn họ nào dám đắc tội với quý nhân. Thường ngày hết sức khách khí, mang thứ ngon nhất cho nó ăn, nhường chỗ tốt nhất cho nó ngủ, không dám sai bảo gì, mặc nó ngây ra. Mấy đứa con của Trương lão trượng tránh xa Lưu An, dù đứa nhỏ nhất cũng không dám nói chuyện với nó. Có lẽ quý nhân không biết, gạo kê quý nhân ăn làm ra thế đấy. Bà già cười nói, bà cũng dùng khẩu âm Quan Trung giống Lưu An, chỉ là Lưu An rất ít nói tiếng địa phương. Khác với Lưu Trường có thể nói đủ các loại tiếng địa phương, có thể nhanh chóng thân quen với người các nơi. Lưu An nói chậm rãi, giọng điệu đặc thù của quý tộc. Lưu An không thử đào tẩu, nó không ngốc, không làm cái chuyện vô tác dụng. A phụ đã quyết chuyện gì, đại mẫu cũng không thay đổi được. Nó bình tĩnh nói, ta biết, thứ ngươi đang dùng do một bằng hữu của ta trong thượng phương làm ra. Bà lão khen, thì ra giọng quý nhân dễ nghe như thế. Nhìn bà lão mồ hôi ướt lưng, Lưu Han không nhịn được nói, bà có 4 nhi tử, sao không bảo chúng giúp? Lát chúng ăn xong phải ra ruộng, lão không làm được việc đồng áng, đã vô dụng rồi, chỉ có thể làm chuyện này, ở nhà nhàn rỗi mà. Lưu An thì biết bà già chưa từng nhàn rỗi, từ xay gạo, dệt vải, cho gia súc gia cầm ăn, đi đưa cơm nước, đôi khi còn giúp vận chuyển đồ. Tóm lại là Lưu An chẳng thấy bà ta nhàn bao giờ. Nó thấy thế là không ổn, nếu thương A Mẫu, không nên để A Mẫu khổ như vậy. Tiểu Quân nói gì thế, nếu là trước kia, lão có muốn xay gạo cũng không có mà xay, khi lão còn nhỏ, hai đứa đệ đệ trong nhà vì không có cái ăn mà chết. May về sau triều đình nhân đức, phái người đưa nông cụ, hạt giống tới. Bà bao tuổi rồi? 37, già lắm rồi. Lưu An bàng hoàng mở to mắt, nhìn bà già tóc bạc, tang thương khắc trên mặt, sững sờ rất lâu, bà già chỉ nhiều hơn A Mẫu nó có 4 tuổi, mà trông già hơn cả đại mẫu rồi, nó cứ tưởng. Vậy lão trượng, ông ấy hơn lão 7-8 tuổi, trong lý đã là trưởng già rồi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 722, ông ấy không nhớ ta đâu. Lưu An không nói lên lời, xung quanh nó toàn ông già 6-70 tuổi còn khỏe mạnh như thường, nó cứ nghĩ. Cảm xúc trong lòng Lưu An lúc này khó diễn tả, nó lần đầu tiên nghi ngờ bản thân, tựa hồ mọi nhận thức trước kia đều sai lầm. Thế giới xung quanh đang ầm ầm sụp đổ, trước mắt chỉ có hình ảnh bà già chẳng hề già đang xay gạo kê. Nó mấy lần muốn mở miệng, trước kia nó tuôn ra vô số văn chương thâm ảo dễ dàng, thời khắc này sao gian nan như vậy, mãi mới nói được, để ta. Nó vừa mới mở miệng thì bà già đã xay xong gạo, đi làm cơm mất rồi, để lại nó bần thần đứng đó. Rất nhanh cả nhà đã dậy, mọi người cùng ăn cơm, giống trước kia, cơm của Lưu An nhiều nhất. Bên trên còn có ít rau, một miếng thịt nhỏ. Những người khác chỉ có cơm không, chưa từng có thức ăn. Họ ăn rất nhanh, ăn ngon lành, ăn như A phụ nó. Đứa bé nhất ăn liền 2 bát, ăn xong thòm thèm nhìn A mẫu. Ông già khen ngợi đây là thịnh thế, kể cho đám con biết cơm ăn khó kiếm ra sao,
bây giờ cuộc sống tốt đẹp thế nào. Chỉ là những lời thường ngày Lưu Han thấy rất êm tai, giờ khó chấp nhận nổi, nó cố nén ý muốn chạy khỏi đây. Đợi đám con ăn xong, ông già đứng dậy ra ruộng. Đứa bé nhất là đứa háu ăn nhất, hỏi, "A phụ, con ăn thêm một bát nhỏ được không?" "Ha ha ha, nếu hôm nay làm việc tốt, buổi tối cho ăn thêm một ít." Nhà họ chỉ ăn hai bữa vào sáng và tối. Khi họ cầm nông cụ lên, Lưu An bất giác đi theo, ông già kinh ngạc, song không nói gì. Ngày hôm đó Lưu An học họ, xắn áo lên, nhảy xuống ruộng. Chỉ là trông nó cao lớn mà chẳng được tích sự gì, bất kể là cày ruộng hay gieo mạ, đều chẳng giúp được, còn gây phiền toái thêm. Cả nhà đó đều rất kiên nhẫn, không trách móc nó. Lưu An mệt tới thở hồng hộc, dùng cánh tay dính bùn lau mặt, gương mặt đẹp đẽ trở nên bẩn thỉu. Mọi người uống ít nước nghỉ, không ai dám tới quấy rầy nó. Chỉ có ông già cười khà khà, "Quý nhân hôm nay mệt rồi, khứ tật, con đưa quý nhân về nghỉ." Lưu An quật cường đứng lên, "Không cần, ta không sao." Ông già không nói thêm nữa. Bận rộn tới tối, Lưu An mệt tới đi không vững, trượt chân ngã ra đất, mấy đứa con Trương gia cười to. Lưu An ngồi trên mặt đất, nhìn mình lấm lem, lần đầu tiên trong đời phát ra tiếng cười hào sảng giống A Phụ. Hôm sau Lưu An dậy sớm, tuy toàn thân đau nhức, nó vẫn bắt đầu giúp bà già, nó không xay được gạo, chỉ đi nhặt củi gì đó. Bà già ngạc nhiên về sự thay đổi của Lưu An, "Quý nhân, gọi ta là An, An, nhớ người nhà à?" Bà già nhìn ra tâm tình Lưu An không tốt, "Đại mẫu thương ta lắm, nhiều ngày không thấy ta như vậy sẽ rất đau lòng. Còn cả A mẫu, tuy rất nghiêm khắc, nhưng mỗi khi không thấy ta lại sai người đi tìm." Rồi hai vị di mẫu, Bột, Ứ, Lương, Lưu An rầu rĩ kể, bà già nghe rất chăm chú, còn A Phụ thì sao? A Phụ chắc chắn đang vì không ai tranh thịt với mình mà vui lắm, ông ấy không nhớ ta đâu. "Không phải đâu, A Phụ tiểu quân khi dẫn tiểu quân tới đây, mỗi lần nói về tiểu quân đều rất đắc ý. Năm xưa con nhà Lý Chính học được gì, ông ấy đều nhìn con như thế. A Phụ tiểu quân nhất định nhớ ngài nhất, người đâu kéo đám người này đi, giam vào đình úy." Lưu Trường quát, tức thì có giáp sĩ, kéo đám sứ giả đại hạ đi. Mục Tây Tư lớn tiếng cầu xin, nhưng hắn không biết tiếng Hán nên vô ích. Hôm nay đám Mục Tây Tư vẫn như mọi khi kể về thế giới phương Tây, tên nghệ thuật gia cuối cùng để khát vọng lấn át lý trí, đưa tay ra bóp cánh tay Lưu Trường. Lưu Trường sững sờ, quần thần và sứ giá giả cũng sững sờ. Tên nghệ thuật gia còn chưa biết đủ, sờ lên người Lưu Trường, thế một cú đấm đánh bay hắn đi, ngã xuống mất tích. Lưu Trường nổi giận, tức thì gọi giáp sĩ bắt giam. Bị giam vào ngục, đám sứ giả thở dài, mọi việc đang thuận lợi như thế, đại lực thần tỏ ra rất hứng thú với phương Tây, thế mà xảy ra chuyện như thế. Tên nghệ thuật gia tỉnh lại, không ngờ câu đầu tiên là, "Ta muốn điêu khắc lại cảnh ngài ấy vung nắm đấm." Mục Tây Tư tuyệt vọng, tên điên này hết thuốc chữa rồi, bảo sao năm xưa mình học triết học và nghệ thuật, phụ thân lại không cho. Thôi vậy, đành nghe thần linh an bài. Lúc này Lưu Trường và mấy đại thần vây quanh xem tấm bản đồ rất lớn, gần như trải hết đại điện, do rất nhiều tấm vải trắng khâu lại mà thành. Đây là bản đồ Đại Hán chi tiết nhất, gồm cả sông núi, ao hồ, kiến trúc quân sự, thành trì, làm người ta nhìn sởn gai ốc. Mấy miếng bản đồ chưa khâu đặt bên cạnh, Phùng Kính giải thích. Nơi này là nước Đại Hạ, nhưng chúng ta không thể vẽ cụ thể thành trì. Từ lời họ nói, phía nam là mảnh đất có thể tới thẳng nước Điền. Có thể xác định chữ? Có ạ, theo đặc trưng của nô lệ người phiếu mà Sài Kỳ kể thì tương đồng với lời Mục Tây Tư nói. Nói vậy là chúng ta có hai con đường tới được Thân Độc. Có điều theo Sài Kỳ nói thì đường rất khó đi, đâu đâu cũng là núi rừng, dã thú, độc trùng, vô cùng đáng sợ, cả nước cũng không thể uống. Lưu Trường gãi cằm, đi đường thủy có thể tới được không? Có lẽ ạ, nhưng gió biển cực lớn, thuyền không đi được. Vậy ngươi nói cái kẻ lừa Thủy Hoàng Đế đi lấy thuốc tiên sao ra biển được? Phúng Kính ngờ người, cái đó thần không rõ, chắc có cách. Lưu Trường nhìn sang Quý Bố, sông và biển có gì khác nhau? Thuyền đi được trên nước, chẳng lẽ không đi được trên biển? Thuyền biển sớm nhất của Hoa Hạ được làm vào thời Tống, trước đó chỉ có thuyền sông, không có thuyền biển, không có năng lực ra biển mậu dịch. Bệ hạ muốn xưởng tạo thuyền làm ra thuyền biển sao? Làm, phải làm ra, bảo họ đừng sợ thất bại. Quý Bố nhận lệnh. Ha ha ha, vẽ được đấy, khá, đúng là rất khá.
Lưu Trường đứng trong lao ngục đình úy, nhìn bức vẽ trên tường, tay chống hông, mặt hớn hở. Tên nghệ thuật gia kia vẽ vô cùng chân thật, bất kể là đặc trưng khuôn mặt hay tỷ lệ thân thể của Lưu Trường, đều nhìn rõ ràng. Bức bích họa đó Lưu Trường đang giơ nắm đấm, trước nắm đấm của y là người đang bỏ chạy, chỉ là Lưu Trường rất cao lớn, người kia thì bé xíu. Lưu Trường càng nhìn càng thích, người bỏ chạy kia chính là tên nghệ thuật gia, hắn vẽ bản thân rất thảm hại. Khác biệt cách vẽ này với hội họa của Đại Hán già rất lớn, dù Đại Hán có nhiều phong cách vẽ, nhưng vẫn không cái nào giống cả. Còn tên nghệ thuật gia mặt mày thâm tím vẫn vui vẻ hoa chân múa tay, không biết nói gì. Tên này ở trong lao ngục dùng đá mà vẽ ra bức bích họa này, giáp sĩ trông coi rất ngạc nhiên, chỉ cho Tuyên Mặc Nhiên xem. Sau đó chuyện tới tai Lưu Trường, tính ham chơi nổi lên, y tới xem. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, Thần Muốn Ở Lại. Phiên dịch mau chóng xuất hiện, đây là phiên dịch tư mà đám sứ giả mời tới. Có điều Lưu Trường thích tên phiên dịch này, vì hắn có sao nói đó, tuy hắn phiên dịch không giỏi, nhưng rất hiểu đám man di kia. Tức là hắn luôn muốn vẽ chấm à. Vâng, hắn còn muốn điêu khắc bệ hạ, bọn họ luôn nói bệ hạ là đại lực thần. Đám người thân độc này còn tin quỷ thần hơn cả người Lũng Tây, trước kia thần ở Lũng Tây đóng giả vu. Khụ khụ. Phiên dịch biết lỡ lời cúi đầu xuống, Lưu Trường vui vẻ kéo hắn tới bên cạnh, có sao nói thế, chuyện quá khứ, trẫm miễn tội. Phiên dịch nhe răng cười, bệ hạ không biết, năm xưa người thân độc dữ lắm, sĩ tốt của bọn chúng thường cướp bóc dọc đường. Bọn thần không dám tới, nghe nói ở đó rất tin quỷ thần, thế là tiểu nhân liền đóng giả vu thử mang theo ít hàng hóa, không ngờ hết sức thuận lợi, bọn họ kéo nhau tới nhờ thần chúc phúc, xem bói. Tặng rất nhiều tiền bạc, tiểu nhân thiếu chút nữa bán hết hàng hóa, ở lại làm vu. Nói tới đó lại nhận ra mình đắc ý quá rồi, vội quỳ xuống, là sai lầm trước kia, xin bệ hạ thứ tội. Lưu Trường hiển nhiên không để ý, chỉ tên nghệ thuật gia, hắn tên gì? Phiên dịch đáp, hắn tên Lan Đăng, là họa sư của cung đình đại hạ, lần này tới để ghi nhớ tình hình, về sẽ vẽ cho quốc vương xem. Lan Đăng à, không tệ, không tệ. Lưu Trường cười ha hả, lập tức thả hết đám sứ giả, để họ nghỉ ngơi ở Trường An. Bệ hạ nói muốn dùng thần linh thảo phạt thân độc. Sao có thể? Bệ hạ chẳng phải không tin quỷ thần à? Phùng Kính rối rắm lắm, hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của Bạo Quân, ngài lại nghĩ ra cái trò gì thế? Dùng thần linh chinh phục là sao? Lưu Trường không hề đùa, hiện Đại Hán chưa có thực lực chinh phục thân độc, chủ yếu là trẫm không đi được. Có điều uy danh có thể tới, chính là cái tên vẽ tranh, điêu khắc ấy. Nếu chúng ta phái người, tiến hành giao lưu, trước tiên nhìn rõ tình hình bên đó, sau đó truyền bá uy danh. Nếu bọn họ coi trẫm là thần linh, ngươi nói xem, khi thần lĩnh dẫn quân tới, họ có chủ động quy hàng không? Chuyện này, Phùng Kính lần đầu nghe thấy chuyện như vậy, trước kia trẫm chinh phục Hung Nô, người Hung Nô nhìn thấy trẫm cưỡi ngựa trắng tới là bỏ chạy, một số bộ lạng còn khấu bái, coi như thần linh. Bệ hạ không thể vì một lời của thương cổ mà phán đoán. Lưu Trường gật đầu, nên trẫm bới tìm ngươi bàn bạc, nếu không trẫm đã trực tiếp ra lệnh cho Chu Xương làm việc này rồi. Phùng Kính cười méo xẹo, bệ hạ đợi thêm đã, hành nhân quân chưa thao luyện xong. Lưu Trường thong thả nói, hành nhân quân có thể tiếp tục thao luyện, nếu không thể phái người tới, vậy thì để chúng phái thêm người tới. Nếu có một nhóm người thân độc cho trẫm dùng thì càng tốt. Trẫm không cho Đại Hán thờ phụng quỷ thần, nhưng quốc gia của người ta, trẫm không quản được. Phùng Kính ngồi đó cau mày trầm tư. Thế này đi, ngươi nói với họ ít sự tích của trẫm, ngươi biết phải làm thế nào, sau đó cho đám người đó mau chóng trở về. Lão sư của trẫm đang ở Tây Vực, bảo ông ấy hộ tống họ, đừng để người Hung Nô giết chết. Lúc này Hàn Tín ở Tây Vực, phụ trách mọi việc liên quan tới thân độc. Nói thực nếu không có ông ta ở Tây Vực, đám sứ giả kia có tới được Đại Hán không cũng chưa chắc. Đều nhờ Hạ Hầu Tào Thường ra ngoài bắt Tặc Khấu và Hung Nô về làm nô lệ xây dựng dịch trạm, đường xá. Ngoài ra Hàn Tín còn lấy Hạ Hầu Anh làm tướng, không ngừng thăm dò Hung Nô. Sở dĩ phải điều ông ta từ xa xôi ngàn dặm tới vì nhi tử ông ta không ra gì, Hạ Hầu Táo làm tiên phong, chém giết rất nhiều. Kết quả đắc ý quên hết tất cả, trên yên tiệc uống say, đánh tướng quân Chu Táo tới chúc mừng, nguyên nhân đơn giản,
vì ngươi cũng tên là Táo. Thế là toàn bộ quân công kiếm được chỉ đủ chuộc tội. Hạ Hầu Anh tuy tuổi đã cao, không phụ sự tín nhiệm của Hàn Tín, số tù binh ông ta bắt được một lần, bằng mấy lần Hạ Hầu Táo xuất chiến. Mà có A Phụ ở bên, Hạ Hầu Táo không dám làm bữa nữa, ngoan ngoãn hết sức, thành cái cớ để đám Lư Tha Chi trêu chọc. Ai ngờ Hạ Hầu Táo mặt dày đắc ý nói, A Phụ ta đang làm việc cho ta, dù sao thì tước vị, thực ấp của ông ấy sớm muộn cũng của ta thôi. Cùng với mùa xuân tới, quân Hán ở Liêu Đông cũng phát động tấn công. Hơn 6 vạn quân chia làm 3 đường, công sự phòng ngự người Mã Hàn xây dựng suốt mùa đông như làm bằng giấy. Vì khi quân Hán xung phong, sĩ tốt Mã Hàn không bỏ chạy, đầu hàng thì làm phản. Bọn họ bị đám tướng lĩnh coi như gia súc, sớm đầy một bụng lửa giận, khi quân Hán tới liền cắn lại. Mã Hàn Vương phí hết tâm tư, trả giá bằng mấy vạn người chết xây dựng công sự, chỉ ngăn được quân Hán nửa canh giờ. Bất kể thành lũy vững tới đâu, nếu người xảy ra vấn đề, tốc độ sụp đổ sẽ nhanh khó tin. Quân Hán gần như chẳng gặp kháng cự, bách tính bị Mã Hàn Vương trà đạp thậm chí chủ động xin đi theo tác chiến. Tiên phong của quân Hán đã tới gần vương thành của đối phương. Lúc này thuộc hạ thân cận của Mã Hàn Vương nối nhau bỏ chạy, Mã Hàn Vương tên Kỳ Miêu là kẻ hung tàn nhưng không ngốc. Sau khi phòng tuyến bị phá thì hắn để nhi tử làm quốc vương, mình đem tâm phục chạy ra biển. Bọn chúng màn theo rất nhiều thuyền, trong chưa tiền tài, lương thực, vải vóc, thậm chí là mỹ nhân. Mã Hàn Vương muốn rời khỏi mảnh đất này, kiếm một hòn đảo để sống. Nhưng khi bọn chúng ra biển không lâu, từ xa xuất hiện một hạm đội to lớn, cờ trên thuyền có chữ Hán cực lớn. Hoàng đầu, là đại Hán Hoàng đầu. Chạy, mau lên. Mã Hàn Vương kinh hoàng la hét, Chu Thắng Chi ở trên thuyền cũng chú ý tới người này, mau chóng ra quyết định, trên thuyền chắc chắn có cá lớn. Đuổi, đuổi kịp chúng, chặt đầu chúng. Một hoàng đầu nói, tướng quân, chúng ta không quen thuộc nơi này, hơn nữa tiếp tục đi về phía trước sẽ rời xa lục địa, vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi hạ lệnh, để đại quân canh gác nơi này, đợi phản kháng tới, ta đích thân truy đuổi. Vâng, thế là hai hạm đội khiến khai cuộc truy đuổi trên biển. Ngươi muốn ở lại Đại Hán à? Lưu Trường kinh ngạc nhìn Mục Tây Tư, không hiểu tên này rốt cuộc có ý gì, phùng kính dựa theo sai bảo của Lưu Trường. Cho đám người này về sớm, để phía đại hạ biết tình hình bên này, đồng thời phái thêm nhiều người tới, tuyên truyền miễn phí cho Đại Hán. Mục Tây Tư hiểu ám thị của Phùng Kính, Đại Hán sẽ không vô cớ giúp đỡ, nay thống soái quân sự lớn nhất của Đại Hán đang ở sau lưng Hung Nô. Nếu các ngươi làm hài lòng Đại Hán, bọn ta sẽ cho Hung Nô một đòn mạnh. Mục Tây Tư biểu thị, Đại Hạ sẵn lòng thành bằng hữu vĩnh viễn của Đại Hán. Vậy mà khi cáo biệt, hắn bỗng nhiên biểu thị, hy vọng được ở lại Đại Hán. Lưu Trường không hiểu gì hết, ngươi là tông thất cơ mà, ngươi đi sứ vì nước cơ mà, quốc gia sắp diệt vong mà ngươi ở lại nơi này còn ra cái gì? Mục Tây Tư hiển nhiên không tán đồng cái nhìn của Vân Lang, quốc vương của bọn thần yêu cầu thần tới bái kiến bệ hạ. Nay chức trách của thần đã kết thúc, thần muốn ở lại Đại Hán, học tập tri thức, du lịch các nơi, mong bệ hạ đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 724, chơi đá cầu thật vô vị. Hả? Lưu Trường căn bản không hiểu nổi lối suy nghĩ của hắn, hưng suy quốc gia không liên quan gì tới ngươi hả? Có điều đó là chuyện của họ, Lưu Trường không từ chối thỉnh cầu của Mục Tây Tư, hắn là quý tộc đại hạ, người này có thể dùng. Lưu Trường dùng người xưa nay không nhìn thân phận, chỉ quan tâm hắn có hữu dụng với mình hay không. Được, ngươi ở lại thì ở, ta cũng muốn làm bạn với quốc vương của ngươi, muốn gặp hắn. Có điều cái nghi lễ bú sữa nhau thì ta không thể chấp nhận, phải làm theo lễ pháp Đại Hán. Khi phiên dịch đem nguyên văn lời Lưu Trường nói cho Mục Tây Tư chẳng hiểu ra làm sao. Sao ta không biết bọn ta lại có lễ nghi đó? Có phải bệ hạ nghe nhầm không? Hay là phiên dịch nhầm? Hai nước qua lại, ngay cả cơ bản nhất là phiên dịch cũng sai thì làm sao được. Phiên dịch không chịu nhận lỗi, hắn dịch lại, bệ hạ, hắn nói bọn họ về sẽ sửa lễ nghi này, không biết sau này sứ thần đại hạ tới. Có thể dùng lễ nghi đại hán không? Lưu Trường gật đầu, thế là tốt nhất, trẫm cho phép. Phiên dịch quay sang nói, bệ hạ nói là mình nghe nhầm, sau này lấy lễ nghi đại hán bái kiến. Mục Tây Tư gật đầu, phiên dịch lén lau mồ hôi. Lưu Trường lại nói với phiên dịch, ngươi tên là Khúc phải không?
họ gì? Không họ ạ. Được, vậy trẫm ban cho ngươi họ Lưu, sau này ngươi ở bên Phùng Kính, dạy một nhóm người nói tiếng Đại Hạ. Phiên Dịch mừng phát cuồng, hắn thân phận Thương Cổ Ti Tiện, được hoàng đế ban họ, còn khiến hắn kích động hơn cả làm quan. Hắn vội vàng dùng đại lễ bái kiến hoàng đế rồi dẫn Mục Tây Tư rời đi. Ra tới ngoài, Mục Tây Tư hết sức cảm kích nói, lần này may nhờ có ngươi, nếu không không biết phải giao lưu với đại hán ra sao, vô cùng cảm ơn ngươi. Lưu Kính còn biết xấu hổ, khụ khụ, không cần khách khí, chuyện ta nên làm thôi. Mục Tây Tư lấy ra ít vàng, hy vọng có thể theo ngươi học tiếng đại hán. Được, được, ta sẽ dạy ngươi. Để bọn họ về báo cáo, sau này ta theo ngươi học tập, ta rất muốn đi các nơi ở đại hán. Tên nghệ thuật gia muốn ở lại, Mục Tây Tư không cho, hắn là quý tộc vô công rồi nghề, bị lâm thời bức bách thành sứ giả, hoàn thành sứ mệnh rồi, hắn không chơi nữa. Nhưng tên nghệ thuật gia thì khác, là họa sư trong cung, là thần tử đã thề trung thành, ở lại là phản bội. Phùng Kính thì muốn giữ tên nghệ thuật gia lại, hắn sợ tên này về vẽ bản đồ đại hán, vậy thì không hay. Lưu Trường không coi ra gì, trẫm không sợ chúng biết, chỉ sợ chúng không biết. Phùng Kính đành chịu. Lúc này Lưu Trường ngồi trong điện hậu đức, cùng quý bố bàn bạc chuyện hải thuyền. Vì chuyện này mà gần đây Lưu Trường có chút sứt đầu mẻ chán. Nghiên cứu khoa học là phải đầu tư cực lớn, đóng một con thuyền to, hai phí không thấp, huống hồ còn ở giai đoạn thử nghiệm, không rõ có thể làm ra được hay không. Như thế khác gì đem tiền đi đốt. Các đại thần vô cùng bất mãn, cho rằng bệ hạ đang làm chuyện vô nghĩa, lãng phí quốc lực. Chu Xương càng mấy lần tới chửi mắng Lưu Trường. Hôn quân, bách tính vừa mới ăn được hai bữa cơm, muốn bọn họ chết đói sao? Lãng phí vật tư như thế, có khác gì hổ hợi? Nếu không phải ông ta đã quá già thì Lưu Trường đã cho vài cú đấm rồi. Nhưng ngay cả Thái Hậu cũng nghĩ thế, điều này gây áp lực lớn cho Lưu Trường. Thái Hậu cho rằng Lưu Trường đã quá coi trọng khí giới, thượng phương và đóng thuyền gây hao phí cực lớn mà thành công thì thưa thớt vài món. Cứ như thế này, đồ chưa làm ra thì quốc khố đã hao sạch. Thái Hậu cho rằng phải coi trọng dân sinh, giảm thiểu đầu tư nghiên cứu, số tiền đó chẳng thà làm 10 vạn cái quốc, phân phát cho bách tính. May là Lưu Trường cứng đầu, chống lại tất cả các kháng nghị. Quý bố là số ít đại thần không khuyên can Lưu Trường, vì thế mà hỏng thanh danh, các đại thần cho rằng ông ta là loại tiểu nhân chỉ biết nịnh bợ như Trương Bất Nghi. Lưu Trường thở dài sườn sượt, có lẽ trẫm quá vội rồi, Chu Xương mắng khó nghe, nhưng ông ta nói không phải là sai. Để bách tính ăn no mới là quan trọng nhất. Thấy Lưu Trường sa sút tinh thần, quý bố nói, bệ hạ, bọn họ chỉ lo bệ hạ quan tâm tới thượng phương hơn quan tâm tới bách tính, cho nên mới khuyên gián. Thần phụ trách chuyện này, mỗi năm thu chi đều trong phạm vi dự kiến, không tới mức lạp quốc khố sụp đổ, bệ hạ cứ giao việc này cho thần. Ngươi không lo sao? Thần không lo, vì thần biết bệ hạ quan tâm tới bách tính nên mới chú trọng thượng phương như thế. Những lời này người không biết nghe được, còn tưởng là xá nhân của trẫm nói. Bệ hạ đùa câu này nhiều năm rồi mà chưa chán, quý bố từ lâu không để bụng nữa. Lưu Trường có thể thở phào, có quý bố gánh cho phần nào công việc. Thời gian qua trẫm thực sự bận rộn quá rồi. Hay, trọng phụ uy vũ, mấy thằng nhãi vỗ tay reo hò. Nơi này là một cầu trường ở trong hoàng cung, cầu trường hình chữ nhật, hai hướng đông tây thiết lập đại điện để xem, bốn phía có hàng rào. Khả năng là thời Tần bị dồn nén quá lâu, tới Đại Hán Thái Bình rồi, các loại hoạt động giải trí phát triển rất nhanh, bao gồm cả môn hấp dẫn nhất, đá cầu. Ngoài đá cầu giải trí, còn đá cầu mang tính biểu diễn. Đơn giản là tâng cầu, được nhạc đệm, dùng chân, đùi, vai khống chế cầu, được đạt quan quý nhân rất thích. Ngoài ra còn có thi đấu đá cầu là loại Lưu Trường đang chơi, thông thường có 4 người, người Hán rất coi trọng thi đấu, đây là truyền thống của người Tần xưa. Lưu Trường chơi đá cầu làm người ta có cảm giác như ở trong quân, khi y khống chế cầu xung phong. Hai cầu viên đứng trước y kinh hoàng, đến cả ý nghĩ tranh cầu cũng không có, vội vàng tránh đi, sợ bị y húc chết. Thực ra kỹ thuật của Lưu Trường không cao minh, nhưng không ai cướp được, chẳng lẽ vì đá cầu mà mất luôn cả mạng à? Toàn bộ tuyển thủ đá cầu ở Trường An ai không biết bệ hạ không thích thua, thua là đánh người. Người Tần rất cảm thông cho bệ hạ, vì người Tần không bao giờ chịu thua, cứ xem ghi chép đánh trận của người Tần là biết. Bất kể thua thảm thế nào, bọn họ chỉ ghi chém đầu bao nhiêu, chưa từng nhắc tới chữ thua. Chỉ cần bọn ta không ghi thì bọn ta chưa bao giờ thất bại,
Tín Lăng Quân là ai? Người Tần bọn ta không biết, chưa từng nghe. Kẻ nào dám hỏi đều đi xây trường thành hết rồi. Mặc dù A Phụ là người Sở, mẫu tộc là người Triệu, tổ tiên là người Ngụy, nhưng mọi hành vi của Lưu Trường không thẹn là người Tần sinh ra ở Trường An. Lưu Trường lại làm bàn, giơ tay hoan hô, đám nhãi con vỗ tay. Lưu Khải không phải đứa mê cầu, mỗi lần có tuyển thủ ngăn cản Trọng Phụ là hắn hô to, đánh hắn, Trọng Phụ, đánh chết hắn đi. Thế là không có tuyển thủ nào dám ngăn cản nữa. Lưu Trường lau mồ hôi cười ha hả ngồi xuống, đám nhãi con vây quanh, ríu rít nói về biểu hiện kinh người vừa rồi của y. Trọng Phụ chơi đá cầu hay quá, vừa rồi cú đấm kia mà, chúng thì tên đó phải nằm nửa tháng. Lưu Tường kích động nói, Lưu Trường xấu hổ hắng giọng, chẳng qua là y quá khỏe, cầu qua chân y mà đá vào người khác, khiến người ta bị thương. Nên y luôn cẩn thận để không ai chạm vào mình thôi. Về phần cái gì mà không chấp nhận thua chỉ là tin đồn, y là người nhân hậu thật thà, cả đại hán đều biết, sao làm ra loại chuyện đó. Vô vị, người ngăn cản ít quá, mỗi lần xông lên là vào rồi. Lưu Khải nói, Trọng Phụ là người biết chơi nhất đại hán, nếu Trọng Phụ còn thấy chán, vậy thì người khác không tìm được cách nào hay hơn nữa. Thấy đám nhãi hết sức ân cần, Lưu Trường không nhịn được cười, đám nhãi các ngươi theo trẫm cả ngày rồi, có chuyện gì cứ nói đi, không sao. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, được Trọng Phụ gửi gắm trọng trách. Lưu Tường bấy giờ mới nói, Trọng Phụ, bọn cháu lâu lắm rồi không gặp An, trong lòng rất nhớ, sợ đệ ấy chịu khổ, muốn đi thăm. Lưu Ngang cũng gật đầu, Trường An rất chán, không có An, cũng không có ai nói cho bọn cháu biết phải làm gì. Suốt ngày đọc sách. Trọng Phụ, có thể cho bọn cháu đi gặp An không? Không lâu nữa cháu phải tới Tây Vực rồi, trước khi đi cháu muốn gặp An. À, các ngươi đều muốn gặp An à? Lưu Trường đột nhiên cười, điệu cười này làm tim Lưu Khải thắt lại. Lưu Tường vẫn cười ngốc nghếch gật đầu. Lưu Khải vội nói, cháu không dám quấy rầy An nữa, để bọn chúng đi, cháu không đi. Không sao, đi đi, gặp nó cũng tốt. Trọng Phụ, cháu không dám. Để đám Tường đi đi. Mấy đứa khác rất ngốc, đều gật đầu, bọn cháu đi. Lưu Trường cười to, không tệ, xem ra thằng nhãi ngươi không cần đi nữa, Lộc. Lữ Lộc vội chạy tới, Lưu Trường nhỏ giọng thì thầm vài câu, hắn gật đầu vẫy tay gọi mấy thằng nhóc đi theo, đa tạ Trọng Phụ. Mấy thằng nhãi vui lắm, cười hi hi chạy theo Lữ Lộc, Lưu Khải nhìn theo mà lắc đầu, đám huynh đệ của mình quá đơn thuần, Trọng Phụ là ai cơ chứ, sao để các ngươi toại nguyện được. Lưu Trường bảo Lưu Khải theo mình, hai người về Hậu Đức Điện. Chẳng phải để mấy thằng nhóc đó nếm thử cực khổ mà An phải chịu. Lưu Khải không ngạc nhiên, nó sớm đoán được rồi. Trong đám trẻ con tông thất, ngươi không phải đứa thông minh nhất, nhưng có năng lực nhất, chỉ là tính cách hơi nóng nảy, tàn nhẫn. Với một quốc quân mà nói, không phải là khuyết điểm lớn. Chẳng phong ngươi tới Tây Vực là có suy tính của mình, Lưu Ngang hiếu võ nhưng nông cạn, không có năng lực gì. Bởi thế trẫm để hắn ở gần Hà Tây một chút, có thể thành trợ thủ cho ngươi. Đám nhãi đó không nên người, nhưng canh cổng Hà Tây thì vẫn làm được. Nhưng ngươi thì khác, trẫm gửi gắm hy vọng lớn về ngươi, ba phía của Tây Đình đều có thể mở rộng. Trẫm mong ngươi làm cây cầu nối Đông Tây, bất kể là sau này thảo phạt Thân Độc hay là vận chuyển gì từ Thân Độc về, ngươi đều sẽ có tác dụng trọng đại, ngươi hiểu chưa? Lưu Khải nghiêm túc gật đầu, bệ hạ, thần tuân lệnh. Ha ha ha, ở phương diện nhìn người, dùng người, ngươi đều giống A Phụ. Chỉ có cái tính nóng này, thù dai chẳng biết là giống ai. A Phụ ngươi không như thế. Phụ, phụ, chắc là giống Tam Bá Phụ ạ. Đúng, đúng. Lưu Trường tuét miệng cười, ngươi cũng lớn rồi, phải dần thay đổi cái tính này đi, học A Phụ ngươi nhiều vào. Trong con cháu tông thất, chỉ có sứ mệnh của ngươi nặng nhất. Không phải Trọng Phụ không thương ngươi, mà chỉ ngươi mới làm nên sự nghiệp được thôi, nên đây là nghĩa vụ của ngươi, không được chối từ, không được oán trách, hiểu chưa? Phong quốc của Lưu Khải là tệ nhất, đất đai cũng nhiều đấy, nhưng nhân khẩu quá ít, quản lý vài huyện, hộ tịch vài nghìn. Cũng cách Trung Nguyên xa nhất, số người Hán cũng ít tới đáng thương, xung quanh toàn là các nước Tây Vực, nguy hiểm cao, đãi ngộ kém. Cả Lữ Hậu còn thấy Lưu Trường quá đáng, chuyên môn phái một số người tới nước Tây Đình. Còn Lưu Khải nghe lời Lưu Trường nói thì cười ngoạc miệng,
Dù sao vẫn là đứa trẻ con, trọng phụ coi trọng mình như thế, làm sao không kích động cho được. Trọng phụ cứ yên tâm, cháu tuyệt không phụ sự kỳ vọng của trọng phụ, cháu nhất định gây dựng nơi đó thành cường đại như nước Đường. Ha ha ha, có chí khí lắm. Lưu Trường rất vui, hoàn toàn không nghi kỵ gì, đột nhiên Lưu Khải ý thức được điều gì, trọng phụ không vô duyên vô cớ gọi mình tới nói nhiều như thế, trọng phụ, cháu sắp đi Tây Đình rồi phải không? Đúng, ngươi không cần mài giũa như bọn chúng, cứ yên tâm đi là được. Chỉ là đừng trách trọng phụ bắt ngươi gánh vác trọng trách sớm như thế là được. Trọng phụ nói gì thế, có thể chia sẻ ưu lo với trọng phụ là tâm nguyện lớn nhất của cháu. Lưu Trường vỗ vỗ vai nó, tốt, nói đi, muốn vị quốc tướng nào phó tá ngươi, cứ dũng cảm mà nói, văn võ toàn triều, tùy ngươi lựa chọn. Lưu Khải mừng rỡ, cháu chọn Khúc Nghịch Hầu. Hả? Cháu muốn Trần Công làm quốc tướng cho cháu. Lưu Trường trầm mặc một lúc, Khải, không phải trọng phụ không nỡ, mà là sức khỏe Trần Hầu đã không chịu được bôn ba nữa, tuổi ông ấy đã cao, đổi người khác khỏe mạnh hơn đi. Lưu Khải ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, vậy cháu muốn tướng quân Hạ Hầu Táo làm quốc tướng. Ngươi nói Hạ Hầu Anh à? Không ạ, chính là Hạ Hầu Táo. Lưu Trương thấy đầu óc không theo kịp, làm sao mà dao động lớn thế, rớt một phán từ Trần Bình xuống Hạ Hầu Táo. Ngươi có biết đó là thứ nhân tài gì không mà dám nhận? Lưu Khải nghiêm túc nói, trọng phụ, Hạ Hầu tướng quân nhiều lần tác chiến ở Tây Vực, quen thuộc đường địa, là người dũng mãnh, ít suy nghĩ, dễ dùng. Cháu còn nhỏ, nếu là quốc tướng như Trần Công, cháu đồng ý buông quyền, nếu không phải người cháu ý thác được trọng trách thì phải là người cháu điều khiển được. Lưu Trường lắc đầu ngay, tuyệt đối không được, Táo mà làm quốc tướng thì 3 tháng là diệt vong, tên đó mà lên cơn thì đánh luôn cả người đấy. Lưu Khải cười, vậy cháu muốn chất đô được không? Ha ha ha, thì ra, mục đích thằng nhãi này là chất đô. Lưu Trường xoa cằm ngẫm nghĩ, thế này đi, Kỳ Thông làm quốc tướng, chất đô làm, ngự sử đại phu, Táo làm thái úy. Lưu Khải mừng rỡ, không ngờ trọng phụ thực sự giao chất đô cho mình, Kỳ Thông tỉ mỉ, chất đô tàn nhẫn, Hạ Hầu Táo dũng mãnh. Tổ hợp này quá tốt, đa tạ trọng phụ. Được rồi, đi đọc sách đi, đọc sách đi. Lưu Trường phất tay đuổi Lưu Khải đi. Lưu Khải về tới điện của mình, kể cho xá nhân Chu Nhân nghe. Chu Nhân tấm tắc nói, bệ hạ hết sức sủng ái đại vương đó. Tất nhiên, cả chất đô cũng cho ta. Không chỉ như thế, nay thái úy đang ở Tây Vực, không ngừng bắt tù binh. Bệ hạ muốn đại vương đi lúc này là mong đại vương theo bên thái úy, để được chia ít thịt đấy. Lưu Hải hiểu ngay, đúng, đúng, phải chuẩn bị đi Tây Đình ngay, có nên cáo biệt với Hà Tây Vương. Không cần, ta đi cáo biệt Thái Hậu và Hoàng Hậu là có thể xuất phát rồi. Trọng phụ đã đem đại sự ủy thác cho ta, sao ta có thể chậm trễ, lần này đi, không giúp quốc gia thịnh trị, diệt hết địch, tuyệt không quay về. Giây phút ấy, trong lòng Lưu Khải tràn ngập đấu trí, Chu Nhân khom người thi lễ. Lưu Khải tới Trường Lạc cung bái kiến Thái Hậu, chợt nó nhớ tới một chuyện, không nhịn được cười. Tên ngốc Lưu Tường từng cảm khái, đại phụ thực sự quá sủng ái trọng phụ, mọi người hỏi nguyên nhân, nó đáp, đại phụ thậm chí xây một hoàng cung, đặt tên là Hoan Lạc Điện của trọng phụ. Mọi người mãi mới hiểu ra, nó nói tới Trường Lạc cung, là cung điện khoái lạc của Lưu Trường. Lưu Khải tới cáo biệt, Lữ Hậu không đành lòng, mẹ đẻ của Lưu Khải là thị nữ của Lữ Hậu, bà ban cho Lưu Hằng. Ai, con nhỏ thế này, khổ cho cháu rồi. Đại mẫu, trọng phụ bằng tuổi cháu bằng sức một mình dẹp loạn nước Kinh. Cháu tuy bất tài song cũng muốn học theo chí hướng trọng phụ, trấn thủ phía Tây, không để phụ kỳ vọng của trọng phụ. Lữ Hậu sai người lấy bút mực tới, viết gì đó đưa cho Lưu Khải. Đại mẫu, đây là... Đây đều là thân tộc của ta, những người này thi thoảng tới cầu kiến ta, đều muốn quan chức tước vị. Vừa vặn nước Tây Đình có nhiều chỗ trống như thế, ta cũng giúp họ. Cháu dẫn đám này đi, cho làm quan viên tầng thấp, nhà họ ở Trung Nguyên, nếu quá nhớ người nhà thì cho mang theo. Lưu Khải lập tức quỳ xuống bái lại, đa tạ đại mẫu. Giải thích, mẹ Lưu Khải là Đậu Thái Hậu, bà này nói về mức độ quyền lực chỉ kém Lữ Hậu thôi, được Lữ Hậu dạy mà. Sau sinh ra Đậu Thái Chủ, Đậu Thái Chủ sinh ra A Kiều. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 726, Bắt được thần tiên. Bản đảo đã hoàn toàn bình định,
Sau khi Mã Hàn diệt vong, các bộ lạc nhỏ khác lập tức đầu hàng. Chiến sự trên bán đảo kết thúc, Yên Vương vẫn tiếp tục giao chiến với người Phù Dư. Người Phù Dư tự xưng là vong dân, tức là bách tính chạy nạn, bọn họ cùng giống người Ân Thương, là một trong số dân tộc cổ xưa của Hoa Hạ. Sau khi Chu diệt Thương thì chạy tới Đông Bắc tự lập quốc gia Yên Vương Lưu Tị, ngay cả Lưu Bang cũng thừa nhận là người võ dũng trong tông thất. Hắn không ngừng mở rộng, chẳng những nuốt chửng bán đảo còn muốn nuốt luôn người Phù Dư. Yên Vương lấy thân mình làm sĩ tốt, công chiếm vương thành Phù Dư, thu hoạch lớn. Nhưng Từ Lệ không cười ra được, ông ta đứng bên bờ biển nhìn ra xa, mặt đầy lo âu. Phan Kháng đứng bên cạnh, sắc mặt không dễ coi. Mã Hàn Vương chạy mất rồi, nhưng Chu Thắng Chi cũng mất tích luôn. Theo lời kể của sĩ tốt, hắn dẫn mấy cái thuyền truy đuổi người ta, sau đó bật vô âm tín tới tận bây giờ. Từ Lệ chỉ biết im lặng. Chu Thắng Chi là ai? Là nhi tử của mãnh tướng lão thành nhất Đại Hán, là ca ca của mãnh tướng trẻ nhất Đại Hán, là hảo hữu của hoàng đế vĩ đại nhất, gần như cùng nhau lớn lên. Tên đó mà không còn, ông ta thân là chủ tướng, công diệt quốc có đủ đền tội không? Hết rồi, mình xong đời trong tay thằng nhóc đó rồi. Từ Lệ cũng rất tức giận, mấy ngày qua Phản Kháng không ngừng dẫn người đi tìm Chu Thắng Chi, đi càng lúc càng xa. Mất một tên Chu Thắng Chi đã lấy nửa cái mạng của ông ta, Phản Kháng mà còn xảy ra chuyện gì thì ông ta khỏi lập công chuộc tội gì nữa, làm luôn cốc rượu cho xong. Phản Kháng còn khiếp người hơn Chu Thắng Chi, ngoại sinh của Thái Hậu, biểu huynh của Hoàng đế, thân cữu phụ của Thái Tử, huynh trưởng của Phàn Mỹ Nhân, Vũ Dương Hầu của Đại Hán. Nghĩ thôi mà Từ Lệ lạnh người, ngươi đừng để xảy ra chuyện. Đúng lúc này, đằng xa có thuyền tới, hoàng đầu la hét gì đó, cờ vậy không ngừng. Từ Lệ nhìn lá cờ, kêu lớn, tìm thấy rồi à, thằng nhãi danh, thằng chó má này, thằng. Vừa chửi Từ Lệ vừa chạy, Phan Kháng cũng vội bám theo, hai người một trước một sau chạy tới bờ biển. Hoàng đầu báo, tướng quân, phát hiện thuyền của Chu tướng quân đang đi về phía này. Tốt, tốt, Từ Lệ kích động vạn phần, tên đó còn sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Rất nhanh hai chiếc chiến thuyền xuất hiện, trông vô cùng rách nát, tựa hồ có thể chìm bất kỳ lúc nào làm Từ Lệ tim đập chân run. Thuyền tới gần, Lượng Sơn sĩ tốt vui sướng từ trong thuyền đi ra, hô hào sĩ tốt xung quanh giúp đỡ. Tiếp đó đám sĩ tốt vận chuyển, đầu người trong thuyền ra, không ngờ hai cái thuyền chứa toàn đầu người. Từ Lệ há hốc mồm, ý gì vậy? Phan Kháng nóng lòng lên thuyền. Lúc này Chu Thắng Chi cười to mỗi tay tóm một người xuống thuyền. Thằng nhãi này, ai cho ngươi tự ý truy kích? Có biết quân pháp không? Từ Lệ tức giận mắng, Phan Kháng cũng không nhịn được nữa. Thời gian qua biết ta sợ thế nào không, đến cả thụy hiệu của ngươi cũng nghĩ sẵn rồi. Chu Thắng Chi vẫn ung dung đẩy con tin ra, mọi người xem, đây là Mã Hàn Vương, bị ta bắt sống. Từ Lệ cả kinh, nhìn kỹ đúng là ông ta, song vẫn không vui, hành vi của ngươi quá mạo hiểm. Còn nữa, ta bắt được thần tiên, mau mau đưa về Trường An giao cho bệ hạ. Ông già bị Chu Thắng Chi đẩy tới phía trước, vẻ mặt kinh sợ. Từ Lệ hồ nghi, ông già này mặc trang phục nước Tề, tóc trắng da rẻ lại hồng hào, đúng là có phong thái thần tiên. Phan Kháng giật nảy mình, ngươi bắt được thần tiên thật à? Ông già lắc đầu quầy quậy, lão phu không phải thần tiên, không phải thần tiên. Chu Thắng Chi nổi giận vung tay tát hai phát, lão thần tiên, ngươi nói lần nữa xem. Ông già gật đầu lia lịa, lão phu là thần tiên, tướng quân đừng đánh nữa. Thế mới đúng, sau này ngươi phụ trách mưa thuận gió hòa cho Đại Hán. Nếu không ta chặt đầu ngươi lấy quân công. Ông già muốn khóc, Từ Lệ sai người đưa hai tù binh tới, hỏi, rốt cuộc ngươi đi tới tận đâu, chuyện này là sao? Tam Thần Sơn, chính là Bồng Lai gì đó, ta truy sát Mã Hàn Vương tới Tiên Đảo, ở đó có rất nhiều dư nghiệt của vũ tội. Mã Hàn Vương dẫn rất nhiều người đánh bọn ta, muốn giết ta, ta đành phải phản kích. Đầu lâu hai chiếc thuyền này là bằng chứng. Chu Thắng Chi đàng hoàng đáp, Từ Lệ hoàn toàn không tin lời hắn, có mà tên này thấy đầu người liền chặt thì có, không thèm truy cứu, ngươi nói tiếp đi, ông già này là ai? Bọn ta truy kích, không ngờ phát hiện ra thành trì, nơi đó chắc chắn là chỗ thần tiên sinh sống, không biết vì sao lại chạy hết. Chỉ còn ông già này là ngồi trên tảng đá chờ bọn ta. Ta tới hỏi có phải là thần tiên đương địa không? Ông già này nói mình là thần tiên, còn nói đây là Bồng Lai. Bất kỳ ai dùng binh đao ở đó đều sẽ bị nguyền rủa. Còn hỏi ta, có phải là muốn tới xin thuốc trường sinh cho hoàng đế không? Ta mừng lắm,
thế là bắt mang về. Từ Lệ nhanh chóng liên hệ với sự kiện nào đó, sau khi lệnh Chu Thắng Chi và Phản Kháng đi nghỉ ngơi, Từ Lệ đi gặp vị lão thần tiên kia. Trong lão ngục, ông già thở ngắn than dài, "Thượng quân, ta không phải thần tiên, chỉ là một phương sĩ tu hành ở đó, vị tướng quân kia cứ nhất định coi ta là thần tiên." "Ông đương nhiên không phải." Từ Lệ lạnh lùng quan sát ông già, "Ông hẳn là cùng tộc với ta, Từ Phúc là gì của ông?" Ông già im lặng. Từ Lệ sau khi nghe Chu Thắng Chi kể chuyện, liên hệ hết thảy với nhau, một người mang khẩu âm nước Tề xuất hiện ở hòn đảo xa lạ, có dấu vết sinh sống của lượng lớn bách tính, xưng là đảo Bồng Lai. Không khỏi làm người ta liên hệ với Từ Phúc lừa gạt Thủy Hoàng Đế. Năm xưa đám huynh đệ tán gẫu, Lưu Bang từng chế nhạo Thủy Hoàng Đế sợ chết, lại còn bị phương sĩ lừa gạt, chẳng có gì ghê gớm. Theo Từ Lệ biết, năm xưa Từ Phúc nói gặp được thần tiên, nhưng thần tiên chê lễ vật của Thủy Hoàng Đế quá ít, không chịu cho tiên dược. Sau khi lừa được lượng lớn vật tư, ông ta liền chạy ra hải đảo mất tích. Ông già đành nói, ta tên Vương Kỳ, là đệ tử của ông ấy, không phải cùng tộc với tướng quân. Tốt, thừa nhận rồi có phải hay không, nói tỉ mỉ, cho ta nghe. Năm xưa bọn ta lên đảo, bắt đầu cuộc sống mới. Gần đây phát hiện có giáp sĩ, lo lắng Tần Vương truy đuổi, vì thế vội rời đi, tới một thành trì khác, ta thì ở lại, đoạn hậu. Vị tướng quân kia hỏi ta có phải thần tiên không, ta mừng lắm, nghĩ hắn tới xin tiên dược, liền nói dối là thần tiên lừa hắn, ai ngờ. Nghe tới đó là Từ Lệ hiểu rồi, các ngươi không lập quốc à? Không dám, có bao nhiêu người? Sống chung với Man Di đương địa, tới vài vạn, có ba thành trì. Đất đi nơi đó ra sao, nông sản thế nào, có vàng bạc sắt không? So với Chu Thắng Chi, Từ Lệ chỉ quan tâm tới giá trị của hòn đảo, Vương Kỳ đáp đúng như sự thật. Vương Kỳ sai người viết lại, nhìn tờ giấy kỳ quái, Vương Kỳ hoang mang lắm, nhưng không dám hỏi. Lão trượng đừng sợ, nước Tần diệt vong lâu rồi, nay cai trị thiên hạ là Đại Hán lấy hiếu trị quốc, thi hành chính sách nhân nghĩa, hoàn toàn khác nước Tần. Tội của ông không phải là tội lớn gì, nếu tộc nhân của ông trên đảo quy thuận Đại Hán, bệ hạ không làm khó. Nhân nghĩa, Vương Kỳ mím môi, tên tướng quân trẻ kia vì quân công gần như thấy người là chặt đầu, các ngươi đúng là nhân nghĩa. Nếu không phải thuyền hết chỗ chứa, không biết khi nào hắn chịu về. Đương nhiên ông ta không dám nói ra, đa tạ. Người đâu, chiếu cố tốt cho lão trượng, không được để xảy ra sơ sẩy gì. Phải rồi không cho hai vị tướng quân Phản Kháng và Chu Thắng Chi gặp. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, Thịnh Thế Giám Chó. Hôm đó là ngày Lưu Khải đi Tây Vực, nhưng đám huynh đệ của hắn chẳng thể đi tiễn vì bọn chúng bị ném đi các nơi, hưởng thụ lạc thú làm nông dân. Lưu Trường đích thân sai người giết dê, tiễn Do Tử. Trọng phụ, Trường Lạc Cung có nên đổi tên không? Phải Kỵ Húy. Nơi đó là chỗ đại mẫu ngươi sống, dù có gọi là Trường Sinh thì trẫm cũng chịu, Kỵ Húy gì? Vậy Trường An cũng phải Kỵ Húy à? Phiền, tên chỉ là để người ta gọi thôi. Lưu Trường vung tay, lần này tới Tây Vực đừng chỉ biết đánh trận, phải phát triển quốc lực. Đừng học bá phụ Triệu Vương ngươi, học A phụ ngươi ấy, nước Ngô không hề đánh trận, quốc gia cường thịnh. Bệ hạ, bệ hạ. Lữ Lộc vội vàng chạy vào hô to, Ngô Vương phái người tới, nói có kẻ bất thần giết sứ giả, xua mãnh thú tàn hại bách tính Nam Việt, hy vọng bệ hạ cho xuất trình. Lưu Trường mím môi căm hận nhìn Lữ Lộc, ngươi cố tình đấy à? Lưu Khải hắng giọng mấy tiếng nói, trọng phụ, không sao, trọng phụ cứ nói tiếp đi ạ. Ừ, thế này, ngươi phải. Mà thôi, đừng học ai nữa, tự mình phát triển đi, quốc gia chưa cường thịnh, mạo muội xuất trình là không nên. Thôi, đi đi. Thế là Lưu Khải chính thức rời Trường An, người đi theo không ít. Hai nơi mà nước Ngô muốn đánh chỉ là địa phương chim chẳng buồn ỉa, khắp nơi là rừng núi, không có đất canh, gia hồn, dân đương địa nghèo tới ăn đất, vậy thì đi đánh trận hay là đi cứu tế? Đánh xong rồi còn phải bỏ tiền nuôi người ta, lấy tính mạng tướng sĩ ra để đổi có đáng không? Đó là suy nghĩ chung của đám đại thần do Chu Xương đứng đầu. Trong lần triều nghị này thái độ quần thần vô cùng kiên quyết. Chu tướng nói có lý lắm, kẻ Man Di không chịu quản giáo, vậy không quà lại nữa là được, cần gì xuất binh chinh phạt. Tướng không dùng binh lúc nổi giận, nước không dùng binh lúc nổi giận,
Chu tướng đúng là đã hiểu tinh túy dùng binh và trị quốc. Nghe Lưu Trường tâng bốc, Chu Xương rất cẩn thận, ai mà biết Hôn Quân đang ngầm giở trò gì. Quả nhiên Lưu Trường nói tiếp, có điều trẫm chỉ hiểu ít cách xung phong giết địch, chuyện dùng binh phải do thái úy phụ trách. Trẫm đã đem tình hình nước Ngô đưa tới chỗ thái úy, các khanh có ý kiến gì cứ nói cho thái úy, trẫm không ý kiến. Hỏng rồi, sao quên mất trong tay Hôn Quân còn tấm vương bài này? Hàn Tín mà thèm để ý tới người triều thần phái tới à? Tất nhiên là không. Bọn họ thuyết phục được Hàn Tín à? Tất nhiên là không. Hàn Tín có địa vị siêu nhiên trên triều, quần thần không dám qua lại. Nói thế nào thì ông ta từng tạo phản hai lần, ai biết có lần thứ ba không? Chuyện Vũ Tối cho quần thần hai bài học quý giá, đừng nuôi vu và khi rảnh rỗi đừng kết bạn bừa bãi. Triều nghị thế là kết thúc. Khi Lưu Trường dương dương đắc ý về Hậu Đức Điện, Trương Bất Nghi cũng tới ra sức nịnh bợ. Bệ hạ thánh minh, vừa nhắc tới Hoài Âm Hầu là bọn họ không dám nói nữa, im phăng phắc luôn, ha ha ha, không hổ là bệ hạ. Bất ngờ là Lưu Trường không tỏ ra vui vẻ, y nhíu mày có vẻ đăm chiêu. Trương Bất Nghi lần này không nhìn ra Lưu Trường nghĩ, hắn ngạc nhiên lắm, vì thông thường Lưu Trường không cần nói, hắn luôn nhìn ra suy nghĩ, trạng thái, tâm tình của bệ hạ. Vậy mà lần này hắn chẳng nhìn ra gì hết. Nghe thấy Chu Xương nói không, ông ta mắng trẫm độc đoán. Lưu Trường nói, không chỉ Chu Xương, nay quần thần đều không thích trẫm, trẫm cũng không thích gì họ, coi như hòa nhau. Trương Bất Nghi phẫn nộ, con chó già đó, để thần đi giết. Bỏ đi, ngươi không cần đi, mọi việc còn cần người ta làm, ngươi giết người ta thì ai làm việc. Bệ hạ đã bao giờ để ý tới lời đám chó già đó đâu. Nhưng bây giờ không chỉ một hai người, ngay cả lão sư trẫm cũng không hiểu trẫm. Còn cả A Mẫu, bên ngoài chợt có tiếng đám người Lưu Kính. Lưu Trường ra hiệu cho Lữ Lộc để hắn ngăn cản, không ngờ lát sau Lữ Lộc đi vào báo, bệ hạ, Trần Hầu tới. Lưu Trường có thể không gặp Chu Xương, có thể không gặp Lưu Kính, thậm chí là Trương Thương, nhưng Trần Bình, y gật đầu. Trần Bình bái kiến Lưu Trường, tự ngồi xuống một bên, thần đã tuổi cao thế này rồi, không ngờ bệ hạ không bỏ qua cho thần. Hả? Lần này trẫm đâu để khanh gánh tội, trẫm đẩy cho sư phụ mà. Đám người trong triều không dám trêu chọc Hoài Âm Hầu, liền tới tìm thần, bảo thân thân với ông ấy nhất, muốn thần khuyên giải. Thần không chịu, bọn họ cuối cùng vẫn oán hận thần. Nghe những lời ấm ức đó, Lưu Trường cười to, lần này y thực sự không muốn để Trần Bình gánh tội, vậy mà cuối cùng ông ta vẫn phải gánh tội bằng cách khác. Trần Bình phiền muộn, bọn họ dứt khoát nói thần có thể thuyết phục Hoài Âm Hầu, thần lấy đâu ra bản lĩnh đó. Ha ha ha, trọng phụ đừng để ý, đám người đó không chỗ phát tiết nên mới trút giận lên trọng phụ. Thần nghe nói bệ hạ lại thúc giục Chu Xương khai khẩn, còn muốn thảo phạt hai vương phía nam, phải vậy không? Đúng. Năm trước triều đình lệnh nước Điền tu sửa đường xá, hao phí cực lớn, các nước Tây vực lập dịch trạm, xây thành trì, hao phí cũng rất nhiều. Thuế thu được không thể bù đắp, thần hiểu quyết tâm mở rộng bờ cõi của bệ hạ, nhưng không thể chậm lại chút sao. Lưu Trường bực bội, trọng phụ cũng tới khuyên chấm à. Không, thần không tới khuyên bệ hạ dừng tay, mà muốn nói, bệ hạ không cần hao phí tiền bạc vì đám man di như thế. Cứ nâng cao thuế, bắt chúng trồng thứ triều đình cần, bắt chúng khai khoáng, phục dịch. Cai trị chủ yếu do vương công đương địa làm, đại hán chỉ cần phái người giám sát là đủ. Vậy thì quần thần sẽ không nói gì nữa, nhưng như thế những người đó mãi mãi không thành con dân đại hán. Bệ hạ cần gì cố chấp biến chúng thành con dân đại hán? Cái gọi là lòng dân chính là dân Trung Nguyên, hồ địch man di bốn phía sao xưng là dân được. Trần Bình rất không tán thành, ông ta nghĩ rất đơn giản, đó là coi đám người đó như lao lực miễn phí là đủ rồi, trẫm tuy không phải thánh hiền, chẳng thể làm được coi mọi người như nhau, nhưng cách trọng phụ nói tuy trong thời gian ngắn có thể giúp đại hán có được lượng lớn tài phú, về lâu dài lại không ngừng xung đột, chiến loạn, thù hận. Phàm Trung Nguyên có biến, những vương công trọng phụ nâng đỡ sẽ phản ngay. Mà cách của trẫm, tuy đầu tư lớn, nhưng dần dần giáo hóa, di dân tới, chỉ cần trăm năm, liền không khác gì với Trung Nguyên. Nhưng mà đó toàn là những nơi đất đai cằn cỗi, đám người đó. Lưu Trường cắt lời, nước Sở năm xưa ở bên sông, bốn phía xung quanh là đất hoang, nằm dưới Trung Nguyên, chẳng phải cũng bị coi là man di sao. Nay trải qua trăm năm khai khẩn, đều đã thành đất tốt. Nếu chúng ta không thèm để ý, ai mà biết đất hoang có thể thành ruộng tốt không?
những thứ trọng phụ không thèm để mắt, ai biết có thể thành báu vật như gạo kê không? Trần Bình lắc đầu, ông ta không cách nào thuyết phục vị hoàng đế quật cường này, nhưng vẫn nói, Tần Mạt đại loạn. Nay thiên hạ hưng thịnh chưa từng có rồi, vậy mà bệ hạ không ngừng đưa ra chính lệnh mới, không ngừng khai hoang. Với thịnh thế hiện nay, đã đủ bệ hạ thành thiên cổ đế vương, dù lấy chữ văn ra cũng đủ hình dung công đức. Nhưng hành vi cấp thiết của bệ hạ sẽ hủy hoại thịnh thế, phá hoại công lao của bệ hạ. Trọng phụ cho rằng trẫm làm vì công lao và thanh danh. À, Lưu Trường cười lớn, vậy trọng phụ coi trẫm quá nông cạn rồi, thần không có ý đó. Lưu Trường không cho ông ta giải thích, trọng phụ, về nghỉ đi, sớm muộn trọng phụ cũng hiểu thôi. Cái gì mà thịnh thế dăm chó, chưa đủ, còn xa mới đủ. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 728, Thịnh Thế là thế nào? Lưu Trường còn nhỏ, không muốn ngồi trong lòng Lưu Bang. Lưu Bang một tay cầm thẻ trúc, xem chăm chú, tay kia vòng qua người Lưu Trường giữ nó, Lưu Trường vẫn ra sức muốn thoát khỏi giam cầm. Lưu Bang bình tĩnh cầm thẻ trúc gõ lên đầu nó, ngồi im, không chậm đánh. Chẳng qua là phá con ngựa đá thôi, con đền là được. Con đền được không? Con có bao nhiêu tiền? Giờ con không có nhưng lớn lên sẽ có. Hả, lớn lên kiếm tiền thế nào? Đương nhiên, con tính rồi, sau khi con lớn sẽ kéo lá cờ đen ở Tây Môn xuống, che mặt. Sau đó dẫn các huynh đệ tới rừng núi nước Triệu, thế là có thể làm nghề không vốn, ăn miếng to uống bát lớn. Lưu Bang không thèm nghe thằng nhãi nói năng linh tinh, vẫn chú ý vào thẻ trúc, lát sau cười lớn. Ha ha ha, tên Chu Xương đó suốt ngày mắng trẫm là thứ hôn quân không khác gì kiệt trụ, xem cái này đi. Có rất nhiều bách tính chạy từ núi ra quy thuật Đại Hán, Trường An hơn một năm chưa có người chết đói, sao có thể nói trẫm là hôn quân chứ? Con thấy sao? Nếu con khen A Phụ là hiền quân anh minh thần võ thì A Phụ có thả con ra không? Không, con theo A Mẫu đi khắp nơi, A Phụ có biết thế nào không? Bách tính như cái xác không hồn, đâu đâu cũng thấy mộ, vài nơi ở Trường An, con không dám đi, chẳng khác gì cái thành ma. A Phụ còn nói mình là hiền quân à? Chu Xương nói không sai. Thôi lắm, thằng nhãi con biết cái gì, sống được là tốt rồi, biết thế nào là thịnh thế không? Con biết, đó là nhà nhà đều có thịt ăn, mỗi ngày ba bữa, ăn tới miệng đầy mỡ, không có lao dịch, mặc gấm vóc, không, còn tốt hơn gấm vóc. Thằng nhãi con bắt đầu nói linh tinh rồi, thiên hạ chưa bao giờ có thịnh thế như vậy. Con không nói linh tinh, A Phụ là hôn quân, không làm được mà thôi. Thời khắc đó thần sắc Lưu Bang tựa hồ già nua, toàn thân yếu ớt như ông già lúc lâm chung. Trường, con đã làm được thịnh thế đó chưa? Con làm được chưa? Khi Lưu Trường giật nảy mình từ trong mơ tỉnh dậy, cả Tào Xu và Phàn Khanh đều hoảng sợ, Phàn Khanh vội đốt lửa, Tào Xu thì mặc y phục. Trong ánh nến yếu ớt, Lưu Trường bần thần nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm. Nhà nhà đều có thịt ăn, mỗi ngày ba bữa, ăn tới. Bệ hạ nói gì thế? Tào Xu cấp thiết lay tỉnh y, Lưu Trường lúc này mới sực tỉnh, A Phụ thác mộng cho ta. Hả? Cao Hoàng đế nói gì? Đồ hẹp hòi đó muốn ta bồi thường con ngựa đá. Tao? Khi ta còn nhỏ từng đập vỡ con ngựa đá ngoài Tuyên Thất Điện, muốn lấy cái đầu để cưỡi. Sao? Đó bị ông ấy đánh một trận, hôm nay trong mơ ông ấy lại nói chuyện đó. Được rồi, không sao, yên tâm ngủ đi. Lưu Trường xua tay, bảo Tào Xu và Phàn Khanh đi ngủ, y nằm trên giường mày nhíu chặt. Bất kể nhìn thế nào, thịnh thế của y mới chỉ có bề ngoài thôi, bách tính một ngày hai bữa, một tháng mới được ăn thịt. Còn cái mặc, nếu như lấy bừa tấm vải rách khoác lên người cũng tính áo thì đúng là có cái mặc rồi. Cho dù sinh hoạt hiện nay phong phú hơn Tần Mạt, nhưng cụ thể, tối đa thay đổi đó thể hiện trong thành trì. Đó là hoạt động giải trí, ai chơi được, đó cũng là người có tước vị tầng thấp nhất, còn bách tính tầng chót thực sự. Muốn canh tác lại chẳng có đất đai, nuôi bốn nhi tử thì chết đói ba, những người đó mới chiếm cứ tuyệt đại đa số. Vậy mà những kẻ đó đã hô hào thịnh thế rồi ư? Họ cũng không sai, vì trong mắt họ đó là thịnh thế rồi. Thế nên họ không hiểu bệ hạ của mình vì sao còn chưa thỏa mãn, không biết bệ hạ còn muốn cái gì. Họ chưa biết thế nào là thịnh thế. Lưu Trường biết, nhưng y không biết làm sao thực hiện được thịnh thế đó,
nên y không ngừng thăm dò, thử nghiệm tất cả. Trong mắt người khác, y chỉ là kẻ thích công lớn mà thôi. Hôm sau tỉnh lại, Lưu Trường lệnh cho Lữ Lộc đặt 4 con ngựa đá xung quanh Trường Lăng. Lữ Lộc chẳng hiểu bệ hạ nhà mình lên cơn gì, song vẫn làm. Lưu Trường tới phủ Trương Thương, vị thiên tử đại hán hôm nay trông có vẻ thất thần. Phủ Trương Thương vẫn náo nhiệt như cũ, người qua kẻ lại, chẳng thấy bóng dáng nam tử. Hơn trăm thiếp thất, bọn họ còn có thị nữ, làm dọc đường đi cứ như bước vào nữ nhi quốc. Đâu đâu cũng thấy nữ tử trò chuyện, thậm chí còn có người buôn bán trong phủ, náo nhiệt hơn cả phố Nam Trường An. Trương Thương ở trong phòng, sắc mặt hồng hào, tinh thần ngời ngời. Gì không nói, cái thân thể của ông một phương diện nào đó còn cường tráng hơn Lưu Trường, Hạng Vũ tự thẹn không bằng. Nếu ông không đi đọc sách mà rèn luyện võ nghệ, không chừng là mãnh tướng hiếm có. Bệ hạ, hôm nay trẫm lấy thân phận đệ tử tới thỉnh giáo, lão sư không cần đa lễ. Lưu Trường ngồi trước mặt Trương Thương, còn chưa đợi đưa trà lên đã oán trách. Sư phụ năm xưa nói, chỉ cần trẫm thực hiện chính sách nhân từ là có thể tạo ra thịnh thế, đúng không? Đúng. Bao năm qua trẫm giảm thuế thấp như vậy, lao dịch cho khẩu lương, không ảnh hưởng tới nông vụ, vì sao thịnh thế chưa tới? Mùa đông này, Đường, Triệu, Yên chết rét hơn 3.400 người. Nước Đường chuẩn xác rồi, Yên Triệu có che giấu không thì trẫm không biết, có khi chết nhiều hơn. Vì sao? Trẫm làm tốt mọi việc rồi mà. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Lưu Trường, Trương Thương do dự lúc lâu mới nói, bệ hạ, chất đất thành núi, tích nước thành biển, đây không phải là chuyện một ngày mà thành. Huống hồ bệ hạ chinh chiến liên miên, chẳng lẽ là vì thịnh thế sao? Đúng thế, Đại Hán thiếu nhân khẩu, chẳng lẽ đợi họ sinh, đi cướp về làm bách tính của mình, không phải xong rồi sao? Không đủ đất cày, vậy cướp của người khác là được, sao nói là sai? Ngoài biển có bảo vật, trẫm vất vả đóng thuyền, không phải uổng phí. Nghe Lưu Trường nói thế, Trương Thương không vội phản bác. Cách làm của Trần Bình là tát ao bắt cả, làm như ông ta nói cần gì phái quan viên cai trị, cứ chặn đường đánh cướp là đủ. Nhưng Đại Hán ta không phải hung nô, Kê Trúc còn biết giáo hóa dung hợp, chẳng lẽ trẫm còn thua hung nô à? Đánh cướp lấy tiền thì nhanh, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng họ cắn trả. Một ngày Đại Hán suy yếu thì cứ đợi họ báo thù đi. Trẫm bất kể tốn kém phái quan viên tới nơi đó, biến thành quần quốc của Đại Hán, giáo hóa bách tính, để họ coi trẫm là thiên tử, thành con dân Đại Hán. Cho dù trăm năm sau họ có làm phản, vẫn cứ là con dẫn trẫm phản loạn, trẫm gọi đây là trường đạo. Rồi sẽ có một ngày quần thần hiểu bọn họ ngu xuẩn thế nào, ngay chuyện này cũng không hiểu. Nhìn Lưu Trường kích động như thế, ông ta lại nhớ tới sư phụ mình khi hưng phấn nói tới thịnh thế vĩ đại. Thịnh thế, quân đội trong suy nghĩ của tuân tử, khi đó cũng không ai hiểu nổi, chỉ coi đó là một trong số người ảo tưởng của nho gia thôi. Nhưng tuân tử lại muốn thực hiện, đúng là nằm mơ nói mộng. Ông ta bật cười, thần không nhận nhầm đệ tử. Lưu Trường nghiêm mặt, lòng thấy thất bại, chẳng ai hiểu được mình, sư phụ, trẫm vốn không muốn tạo ra thịnh thế gì cả, chỉ muốn ngày ngày ăn thịt, uống rượu. Rồi dần dần ngồi lên vị trí này, khi trẫm thực sự nắm thiên hạ trong tay, trẫm rốt cuộc hiểu trời cao đã dẫn dắt trẫm. Nó muốn trẫm tạo ra thịnh thế, nay thiên hạ còn kém quá xa, có lẽ sư phụ nói đúng, chất đất thành núi, tích nước thành biển. Đời này trẫm có lẽ không nhìn thấy rồi, Lưu Trường sa sút nói. Trương Thương nhìn bộ dạng đó của y tức giận đứng dậy, nói gì thế hả? Không đi từng bước, sao tới ngàn dặm? Không tích dòng nhỏ, sao thành sông lớn? Ngựa dẫu tốt thế nào đi nữa, chỉ chạy một bước thì cũng không bằng ngựa xấu kém nỗ lực chạy. Không chú trọng tích lũy, bỏ dở nửa chừng thì gỗ quý cũng thành khúc gỗ mục, kiên trì không mệt mỏi thì sắt đá cũng thành đồ điêu khắc tinh mỹ. Trương Thương chắp tay sau lưng, nhìn phương xa, gió thổi tới, trường bào tung bay. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, ăn may mà thôi. Mặc dù Chu Xương và Trương Thương tuổi ngang ngang nhau, nhưng rõ ràng Chu Xương trông già hơn nhiều, Trương Thương trông không khác gì nhi tử ông ta. Chu Xương lưng đã lom khom, không thẳng tắp như xưa, vừa gầy vừa nhỏ, nhưng tính khí ông già này thì ngày một tệ. Nếu Đại Hán diệt vong trong tay chúng ta, ông sẽ là kẻ gây tội. Ông không khuyên can bệ hạ thì thôi, sao lại suối bẩy bệ hạ tiếp tục làm? Trương Thương khẽ nhấp một ngụm trà,
khinh bỉ nói, dựa theo ý Chu tướng, ta nên nói với bệ hạ, đừng theo đuổi thịnh thế gì hết, nên đi chơi bời, bóc lột bách tính, để rồi thành kiệt chủ à. Nay đã thịnh thế, bách tính giàu có còn cần làm gì nữa chứ? Đúng, ta thê thiếp thành đàn, chó nhà ông sắp to bằng con nghé, đạt quan quý nhân Trường An suốt ngày ăn chơi, đương nhiên là thịnh thế. Nhưng thịnh thế mà bệ hạ muốn, không chỉ chúng ta sống tốt, còn có những người Chu tướng không nhìn thấy, ta không nhìn thấy ai. Chỉ đạo thiên hạ đều từ tay ta, ông suốt ngày ở Trường An, không có tư cách nói với ta câu đó. Chu Xương nghiêm túc nói, ý của bệ có thể là tốt, nhưng không thể thành công trong sớm tối. Nếu bệ hạ cứ thúc ép như thế, ông biết sẽ tạo thành chuyện gì không? Ta biết, sẽ khiến thịnh thế tới sớm hơn. Ông. Chu Xương không ngờ lần này Trương Thương vốn lười nhác sợ việc lại kiên quyết như vậy, phẫn nộ chống quải trượng, bệ hạ đang làm càn, căn bản không thể hoàn thành. Không thể hoàn thành thì sao? Quan trọng là đi làm, chỉ cần làm rồi, tốt hơn kẻ chống quải trưởng hò hét không thể làm được. Nếu sai thì sao? Thịnh thế sẽ hủy trong sớm tối. Ta thực sự không nghĩ ra bệ hạ hủy cái thiên hạ này thế nào, nhân khẩu tăng mạnh, lương thực không thiếu, đủ chống lại các loại thiên tai. Cường hào giữ bổn phận, huân quý sợ hãi, hung nô chạy mất. Ông nói ta xem bệ hạ hủy thiên hạ này thế nào. Trương Thương từ từ đứng dậy nhìn Chu Xương, bệ hạ quá vội. Bệ hạ bất kỳ đưa ra chính sách gì đều nghĩ tới bách tính trước, làm kênh có bách tính nào vì thế mà chết không? Đi lao dịch có ai bị đói không, làm lỡ đồng áng không? Ngược lại kênh đào tưới nước cho nhiều ruộng ven đường. Chỉ đạo nối liền các nơi, đất đai khai khẩn thuộc về bách tính. Năm ngoái Thượng Phương nghĩ ra cách khai thác muối mới, năm nay sản xuất được thêm bao nhiêu muối, cứu sống được bao nhiêu người. Ông có biết nguồn nước năm ngoái phát huy tác dụng lớn cỡ nào không? Ông biết in ấn, làm giấy tác dụng lớn cỡ nào không? Các người nói bệ hạ là hôn quân sắp làm diệt vong Đại Hán, ta nhìn thấy Thánh Thiên Tử kéo bách tính thiên hạ từng người khỏi chết đói, mong mỏi họ có thịt ăn. Dân chúng lầm than à, ở đâu có bách tính không sống được? Có phải vì bệ hạ không? Bệ hạ giảm bớt thuế má làm dân sống không nổi, hay là bệ hạ lập y quán, mở huyện học làm dân sống không nổi? Quá nực cười, đường đường là quốc tướng, vậy mà người muốn bách tính được sống tốt đẹp thành tội nhân thiên cổ. Từ khi nào muốn kiến lập thịnh thế lại thành sai lầm rồi? Vì thịnh thế bệ hạ mong mỏi không thể thực hiện nên không làm à? Trắc trách của triều đường là vận dụng sức dân và sức nước để làm bách tính sống tốt hơn. Nếu không còn cần triều đình làm gì, mọi người quay về thời sống trên cây ăn sống nuốt tươi cho rồi. Tiễn khách, Trương Thương phất tay, xoay người đi không thèm nhìn Chu Xương nữa. Chu Xương mặt đỏ bừng bừng, tức tới toàn thân run rẩy. Lão phu không giỏi ăn nói mà thôi. Ngươi, là thứ tiểu nhân quỷ biện. Chu Xương cứ kích động lên là nói lắp, đúng là không quá giỏi biện luận. Đối diện với thái độ cứng rắn của Trương Thương, ông ta phẫn nộ về phủ. Về nhà rồi, càng nghĩ càng tức, cứ ngồi chửi mãi. Lưu Trường ngồi trong hậu đức điện, bên cạnh là Lưu Kính, Trương Bất Nghi, Quý Bố. Các khanh, trẫm nghĩ kỹ rồi, muốn tạo nên thịnh thế, quan trọng nhất là lương thực. Lương thực là cơ sở của xã tắc, bất kể chúng ta làm gì đều không thể thiếu lương thực. Các đại thần im lặng, té ra bệ hạ còn chưa từ bỏ ý tưởng thịnh thế kia. Lúc này chỉ Trương Bất Nghi là sẵn lòng vẫy cờ hò reo vì Lưu Trường, bệ hạ nói đúng. Phải làm thế, phải sản xuất nhiều lương thực hơn, phải để toàn bộ kho lương đầy áp lương thực. Không ai bình luận gì, dù sao với Trương Bất Nghi, bất kể bệ hạ nói gì cũng đúng. Bọn họ còn hoài nghi, nếu một ngày bệ hạ xử tử hắn, hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận, còn hô, bệ hạ nói đúng. Bệ hạ, chuyện thế này nên để Chu tướng cũng tham dự. Lưu Kính nói, trẫm đã nhiều ngày không gặp ông ấy rồi, lão già này ỷ được triều sinh kiêu, nhiều lần dâng thư xin nghỉ. Lưu Trường rất tức giận, đường đường là quốc tướng, vậy mà cứ thích chơi trò của phản khanh, cãi nhau một cái là đòi về nhà mẹ, còn ra thể thống gì. Lưu Kính nói tiếp, bệ hạ, Chu tướng lần này bệnh thật, thái y lệnh đã tới mấy lần rồi. Quý Bố do dự hỏi, hay là chuyện nghiên cứu thuyền lớn hoãn lại đã. Lưu Trường khẽ lắc đầu thở dài. Chu Xương bệnh thật rồi, bị Trương Thương mắng cho một trận tức thì ngã bệnh. Mà muốn trị bệnh của ông ta, có lẽ chỉ còn cách làm như Quý Bố nói, giảm bớt chi tiêu. Được, tạm hoãn lại đã. Đột nhiên Lữ Lộc kích động chạy vào điện, bệ hạ, tướng quân Tử Lệ báo cáo.
Kết quả cuộc chiến này chẳng ai hoài nghi là sẽ thua hết, Lưu Trường chỉ cho rằng là báo tin thắng lợi thôi, cầm lấy tấu chương đọc một lúc liền sững sờ. Quần thần thấy tay bệ hạ run run thì sợ hãi, chẳng lẽ có điều bất chắc, không ngờ Lưu Trường ngửa đầu cười dài, ha ha ha, chư vị. Nào, Lộc, đọc nội dung cho mọi người cùng nghe. Lữ Lộc vội lấy tấu chương đọc, trong tấu chương, Từ Lệ trước tiên nhắc tới chiến sự, bọn họ gần như không tổn thất là bao đã bình định Mã Hàn, bắt Mã Hàn Vương, sau đó mới kể chuyện Chu Thắng Chi. Chu Thắng Chi truy đuổi từ Mã Hàn tới một hòn đảo lạ nằm ở phía nam, tới giờ chưa rõ lớn nhỏ, trên đó rất nhiều dã nhân, còn có người Tần năm xưa đi theo Từ Phúc. Nơi đó có rất nhiều tài nguyên, có bình nguyên thích hợp canh tác, còn có mỏ Lộ Thiên. Theo như lời kể của tù binh thì mỏ Lộ Thiên rất nhiều, nhiều nhất là mỏ bạc, ngay chỗ Chu Thắng Chi đổ bộ. Quần thần nghe Lữ Lộc đọc mà há hốc mồm. Ha ha ha, chấm đóng tàu muốn ra biển là sai à? Là quyết định hoang đường à? Ngoài kia còn có bao nhiêu hòn đảo như thế, còn có bao nhiêu tài nguyên nữa? Lúc này giọng Lưu Trường rất vang, cả giáp, sĩ canh cổng cũng nghe tiếng giống của thiên tử. Nhưng không ai tìm chấm, cho rằng chấm làm việc lãng phí. Quý bố, ngươi còn muốn tạm hoãn đóng thuyền không? Giờ thì Lưu Trường hả hê rồi, đem hết uất ức phát tiết ra. Quý bố không ngờ tới chuyện có biến chuyển nhanh như vậy, còn nói gì được nữa, không cần ạ. Lưu Trường há miệng cười to. Giờ kinh tế phát triển, tiền tệ dân gian ngày một bất tiện, mà giờ hoàng kim và tiền đồng đều không thuận lợi cho thương mại. Dân gian dùng tiền đồng giá trị quá nhỏ, thương cổ đi làm ăn phải chở theo cả xe tiền, nếu có bạc sung túc, nằm giữa vàng và đồng, hệ thống tiền tệ có khi ổn định. Lưu Trường tất nhiên không phải chuyên gia, song đã có pháp gia và hoàng lão rất sở trường ở phương diện này. Trong chớp mắt Lưu Trường đã nghĩ rất nhiều, cười hỏi, Cái Khanh thấy sao? Nếu tin là thật, tất nhiên là nên làm. Các đại thần lúc này lựa chọn không đối đầu với bạo quân. Rời khỏi hoàng cung, quần thần cảm khái, chẳng lẽ thực sự có thiên mệnh à? Bệ hạ vừa mới tạm hoãn chuyện đóng thuyền thì có tin tức tốt như vậy. Vận may đó quần thần chỉ biết lắc đầu, họ không còn lý do phản đối nữa. Đương nhiên cũng có đại thần dao động, chẳng lẽ những năm qua, bệ hạ thực sự không phải là do ham công to, mà có tính toán sao? Làm gì có chuyện, may mắn mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 730, Thần Thay Được. A Mẫu, khi Lưu Trường dương dương đắc ý vào trong điện thì Lữ Hậu đang dỗ dành hai tiểu tôn tử, bà lường một cái bảo y ngậm mồm, rồi để Ung Nga và cung nữ đưa đứa bé đi. Lưu Trường nóng ruột ngồi xuống, A Mẫu, tìm được Từ Phúc rồi, tên này đúng là chẳng đi tiên đảo gì hết, tìm thấy một hòn đảo thôi. Chu Thắng Chi bắt được đệ tử của ông ta, trên đảo có người, có bình nguyên, có mỏ. Nghe nhi tử khoe khoang, Lữ Hậu rất bình tĩnh, được rồi, ta biết rồi. A Mẫu, bọn họ không tin con không phải vì công lao của mình, thật đấy. Lưu Trường vung vẩy chân tay, không sao biểu đạt được suy nghĩ của mình. Trông rất tủi thân, ta biết, ta luôn biết con sẽ làm nên chuyện lớn. Quần thần không phải không tin con, họ chỉ sợ con đặt tâm trí vào đó quá nhiều, xem nhẹ dân sinh mà ảnh hưởng tới bách tính. Vậy A Mẫu thì sao? A Mẫu lo cái gì mà luôn khuyên con? Lữ Hậu mím môi, Trường, ta nghe nói, tuân tử cả đời không vui, con biết vì sao không? Không biết ạ, vì ông ấy dùng cả đời để theo đuổi một lý tưởng không thể thành sự thực. Không chỉ ông ấy mà cả Mạnh Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử. Họ đều có lý giải về thịnh thế riêng. Ta không nghi ngờ con, chỉ mong con mình sống thoải mái một chút. Nay con còn có thể tìm ta khoe khoang, kể khổ. Sợ một ngày, sẽ không còn ai hiểu con nữa. Lữ Hậu đã già lắm rồi, lần này bà không cố tình tỏ ra. Lãnh đạm, mắt nhìn Lưu Trường trở nên nhu hòa. Có điều ta rất vui, lương nhân của ta là một hào kiệt. Lòng mang thiên hạ. Nhi tử của ta càng ưu tú, vì nó có chí hướng còn lớn hơn, muốn lập nên quốc gia thần tiên, để bách tính không lo cái ăn cái mặc. Năm xưa A Phụ con kể chí hướng của mình, người khác chào phúng, nhưng khi con kể chí hướng của mình, người khác không dám, lòng họ chỉ có sợ hãi. Vì họ không dám có chí hướng đó, Lưu Trường lúc này rất muốn chui vào lòng A Mẫu, chỉ tiếc y không làm thế được nữa, A Mẫu, con đói rồi. Ừ, người đâu, làm ít thịt dê.
con xem tay áo của con, làm sao lại bẩn thế này? Xắn tay áo lên, lau miệng đi, con xem con có giống hùng chủ muốn tạo nên thịnh thế không? Vĩnh Thọ Điện, trong tiếng trách móc của mẫu thân, nhi tử chỉ cúi đầu ăn. Quần thần không nghe lời phải làm sao, đổi nhóm khác là được. Trước tiên là Lưu Kính, cho ông ta tới Hà Tây làm quốc tướng, vừa vặn toàn tâm toàn ý phụ trách việc di cư, xử lý ít hào cường, tận dụng hết khả năng, khỏi phải nghe ông ta lèm bèm. Loan Bố ở Hà Tây cần cù, các phương diện đều đã thành thục, về thay thế Lưu Kính không thành vấn đề. Còn có Lang Trung lệnh Sầy Vũ, ông ta còn tổ chức quần thần tới gặp A Mẫu khuyên gián, Lưu Trường cho tới Bắc Đình, làm quốc tướng cho Lưu Ngang. Ông ta tinh thông chiến sự, vừa vặn tặng cho sư phụ một người phụ trách hậu cần đáng tin cậy. Lưu Trường thay liền mấy đại thần, bắt đầu từ Cửu Khanh, cơ bản là những người to tiếng phản đối nhất đều cho ra ngoài hết. Khi tuyên đọc lệnh bổ nhiệm, triều đường vô cùng yên tĩnh. Trong Trương phủ, Trương Thương thong thả ăn cơm. Trương Thương cực kỳ coi trọng ăn uống, không phải là xa hoa ra sao, mà là cách ăn thế nào. Dù là thứ kê bình thường nhất, ông ta cũng bảo bào chủ trong nhà làm ra mấy chục món, ăn hết sức có tư vị. Trong nhà Trương Thương nuôi 6 bào chủ, tay nghề tuyệt đối không thua kém bào chủ trong Thượng Thực Giám. Mà mỗi lần Trương Thương ăn cơm đều có 2 mỹ nhân hầu hạ, đôi khi ông ta thấy nhai thị quá phí công, mỹ nhân sẽ giúp. Khụ khụ, ở phương diện này không tiện nói kỹ, tham ăn, háo sắc, lười làm. Chỉ cần có thể ở nhà là ông ta tuyệt đối không đi làm, Lưu Trường mà không sai bảo gì là ông ta không bao giờ chủ động làm gì hết. Quần thần tôn kính học vấn, năng lực của ông ta, chứ con người ông ta thì thóa mạ. Người Nho ra thấy ông ta làm mất hết mặt mũi tuân tử. Trương Thương chẳng quan tâm lời người khác, ông cứ sống cuộc đời của mình, sống rất có quy luật, mỗi sáng thức dậy đều luyện tập trong phụ, hoạt động gân cốt một phen, sau đó mới ăn cơm. Trương Thương yêu cầu rất cao với cuộc sống, trong nhà có y giả Cao Minh, hơi khó chịu một chút là bảo y giả kiểm tra. Mỗi ngày ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống rèn luyện thích hợp, rau thịt hài hòa, ít uống rượu. Theo lời thái y lệnh Hạ Vô Thư nói, cả đời ông ta chưa thấy ai chăm sóc bản thân như thế, loại người đó chắc chắn sẽ trường thọ. Trừ nữ sắc ra, ông ta gần như không có thói quen hại sức khỏe nào, thậm chí rất ít nổi giận. Hôm nay có tiểu lại bẩm báo, bệ hạ muốn mở triều nghị khẩn cấp, thông thường triều nghị đột xuất là có chuyện lớn xảy ra. Trương Thương chẳng cần nghĩ cũng biết mục đích triều nghị lần này. Chu Dương bệnh rồi, trước đó rất nhiều việc do ông ta phụ trách đều đặt lên vai thiên tử, chết người nhất là chuyện lao dịch. Vấn đề này tiếp nhận không thuận lợi, khả năng thành tai họa, chưa nói tới chậm tiến độ, mà sợ chính sách lợi dân biến thành hại dân. Trương Thương tới rất sớm, khi ông ta tới cổng Hoàng Cung thì chỉ có mỗi Trương Bất Nghi đang đợi. Trương Bất Nghi nhìn thấy ông ta tới sớm như thế thì ngạc nhiên lắm, Trương Công có việc tới bái kiến bệ hạ sao? Vì triều nghị mà tới. Triều nghị sao? Trương Bất Nghi ngẩng đầu nhìn mặt trời, còn hơn một canh giờ nữa mà. Ngài bị bệnh à? Lâu rồi không trò chuyện với triều thần, tới trước ôn chuyện cũ. Trương tướng đang phụ trách hộ tịch, quan lại và hậu cần quân sự sao? Đúng, vừa vặn ta đang rảnh, không biết tình hình thế nào. Trương Bất Nghi không biết Trương Thương lên cơn gì, nhưng hắn không che giấu, bắt đầu nói về tình hình hộ tịch, các vấn đề phải đối diện, biện pháp giải quyết. Trương Thương không nhiều lời, nghe chăm chú lắng nghe. Dần dần các đại thần đông lên. Trương Thương lặng lẽ trà trộn vào đám đông, cười ha hả hỏi tình hình. Những người này giống Trương Bất Nghi, không hiểu ông ta từ bao giờ cũng quan tâm tới quốc sự như thế. Đương nhiên đối diện với lão sư của thiên tử, bọn họ hỏi sao đáp vậy. Khi triều nghị chính thức bắt đầu, Trương Thương theo quần thần vào hoàng cung. Lưu Trường ngồi ở thượng vị, nhìn quần thần, Chu tướng bệnh nặng, trước tiên vụ thu hoạch mùa thu năm nay, phải sẵn sàng. Quả nhiên Lưu Trường hỏi kế sách, không chỉ thu hoạch, mà còn các việc khác. Lúc này thể hiện ngay ra được tầm quan trọng chủ Chu Xương, việc thu hoạch thì bọn họ còn có thể nêu ý kiến, các việc khác thì quay sang bàn tán, đại điện trở nên ồn ào. Trong tiếng ồn ào cũng có vài lời cảm thán. Nếu Chu tướng ở đây thì tốt quá, chuyện này ông ấy sẽ có biện pháp ổn thỏa. Đúng thế, hôm qua ta còn đi bái phỏng ông ấy. Không chỉ Lưu Trường có việc cần giải quyết, quần thần cũng có cái khó của mình, trước nay bọn họ còn có thể thỉnh giáo Chu Xương. Bây giờ chỉ còn Trương Bất Nghi, tên này có năng lực đấy, nhưng còn non lắm. Bệ hạ, thần có tấu. Đột nhiên có người đứng ra phá vỡ sự ồn ào, tất cả ngạc nhiên,
vì đó là Trương Thương. Tất cả vấn đề gặp phải hôm nay thực ra đều vì Quốc tướng. Chu tướng tuổi đã cao, sức khỏe kém, vì thế mà làm lỡ rất nhiều chuyện. Thần thỉnh cầu bệ hạ cho Chu tướng bỏ đi vị trí Quốc tướng, yên tâm điều dưỡng. Lưu Trường há hốc mồm, lão sư, điều người nói thì dễ làm, nhưng bãi miễn ông ấy rồi thì ai thay được? Thần, thay được. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.